Thông tin từ thành phố Bà Rịa sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho một học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Phước Hưng thành phố Bà Rịa vừa tổ chức buổi quyên góp hỗ trợ cho em tại buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Gần 700 cán bộ viên chức giáo viên học sinh, phụ huynh của trường đã tham gia hoạt động này. Em Nguyễn Văn Hậu, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Phước Hưng thành phố Bà Rịa, bị mắc bệnh ung thư xương đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh gia đình em hậu hiện đang cư ngụ tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, thuộc diện khó khăn, công việc của bố mẹ không ổn định. Ngay sau lễ chào cờ đầu tuần, trường trung học cơ sở Phước Hưng đã phát động cán bộ viên chức, giáo viên, phụ huynh học sinh của trường quyên góp hỗ trợ tiền chữa bệnh cho em hậu. Kết quả, trường đã vận động được gần 60 triệu đồng để chuyển đến gia đình em với hy vọng em sớm bình phục sức khỏe để quay trở lại học tập.